sáng ngày 17 tháng 1, đoàn công tác Quỹ ban nhân dân Quỹ Phú do ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyền làm trận đoàn đã đến thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ, năm Đội biên phòng đứng chân trên địa bàn quyền gồm Đội biên phòng Phú Hội, Đội biên phòng Nhân Hội, Đội biên phòng Phú Hữu, Đội biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hà Đông và Đội biên phòng Cửa khẩu Long Bình. Cùng đi với đoàn có ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyền. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân Quyền Á Phú trong họp đã ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ, Nam Đồng biên phòng trong công tác tuần tra, quản lý và bảo vệ an ninh biên giới, cũng như hỗ trợ địa phương và người dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh trong thời gian qua. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyền khẳng định sự đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ Nam đồng biên phòng đã góp phần cùng hệ thống chính trị quyền giữ vững ổn định an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự nội địa, đáp ứng kịp thời cuộc sống nhân dân. Chủ tịch Quỹ Ban nhân dân quyền mong muốn, thời gian tới các cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất, bộ đội cụ hồ, cố gắng khắc phục khó khăn, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa ba lực lượng, công an, quân sự biên phòng và giữa biên phòng với đảng quỹ, quỹ ban nhân dân các xã trấn. Đồng thời phát huy vai trò tiếng nói của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm tuyến biên giới, từ đó góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trước thêm xuân giáp thìn năm 2024, chủ tịch quỹ ban nhân dân quyền phố ông Trần Ngọc Hợp trao tặng quà và gửi đến cán bộ chiến sĩ Nam Đồng biên phòng lời chúc an khang thịnh vượng và đạt nhiều thắng lợi mới.